Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi tìm cây thuốc thì mình đi vòng vòng thì mình thấy cây thùng lùng gai này các bạn. Cây thùng lùng gai này nó có tác dụng làm thuốc chữa bệnh đó các bạn. Cây thùng lùng gai thì theo đông y, thùng lùng gai có vị chua, nó có tính mát, có công dụng giải nhiệt, tiêu độc, dùng để chữa viêm da, mụn nhọt, lỡ ngứa, sốt rét, kiết lỵ. Trong nhân dân thì còn dùng lá hay rễ của cái dây thùng lùng gai này sắc uống, chữa sốt, ho gà, lỵ, hoặc là sắc nước uống, hoặc là nấu nước để rửa cái chỗ bị trĩ, cho những người bị bệnh trĩ. Thùng lùng gai nó có tên khác là rau má ngọ, rau sông chua, là loại cỏ sống lâu năm, thân bò hay leo, có gai quạp xuống, lá hình tam giác, mọc so le, có gai ở cuống, hoa thì nó có màu trắng hoặc là màu hồng nhạt, mọc thành bông ở đầu nhánh, cuống dài và có gai nhọn, quả thì có hình cầu, có ba rãnh dọc, khi chín thì có màu đen. Cây ra hoa vào tháng 6 và tháng 8. Và có trái thì tháng 10, tháng 9, tháng 10. Cây mọc hoang ở các vùng đất ẩm thấp, có cả đồng bằng và miền núi. Cây này thì mình thấy ở trên núi nha các bạn. Mình đang ở trên núi rất là cao nha các bạn. Cách một nước biển 1.500m luôn. Nó đang bò trên cái cây cà phê nè các bạn. Cái thùng lùng gai này nó có tác dụng nhiều để nhiều bệnh lắm các bạn. Nó dùng để làm thuốc này, toàn thân của nó dùng để làm thuốc hết các bạn, thân rễ lá dùng tươi hoặc là xay khô. Một số cái bài thuốc mình chia sẻ nha các bạn. Bài thứ nhất là bài chữa trị mụn nhọt này, thì lấy lá thùng lùng gai này 20g, lá khổ sâm 10g, sắc với nước uống, uống 2 lần, đồng thời giải nhuyễn. Lá thùng lùng gai đắp lên chỗ mụn nhọt, đắp hai lần trên ngày nhé, cho đến khi khỏi. Bài thứ hai là bài thuốc chữa bị gã chóc, lỡ ngứa. Lá thùng lùng thùng gai 20g, kinh giới 15g, rau sam 15g, hoa kim ngân 8g, cho tất cả các vị vào nồi nấu sôi, sau đó pha với nước lạnh để tắm ngày 2 lần cho đến khi khỏi lỡ ngứa các bạn. Chữa viêm nang lông, lấy cái lá thùng lùng gai 20g, bồ công anh 15g, sắc uống trong ngày kết hợp với bôi ngoài thùng lùng gai 2 phần, ô tặc, cốc, mai mật 1 phần, hai thứ tán thành một mịn, trộn với dầu vừng, dùng bông thấm thuốc bôi lên cái chỗ viêm nang lông 3-4 lần trong ngày. Mình chia sẻ thêm một bài thuốc, đó là bài thuốc chữa viêm da đầu do tăng tiết bã nhờn, thùng lùng gai 100g, lá thông đuôi ngựa 30g, tất cả rửa sạch, thái nhỏ, sắc lấy nước để gội đầu hàng ngày, hoặc là cách ngày gội 1 lần. Một bài thuốc nữa là bài thuốc chữa chóc đầu, lấy 30g lá thùng lùng gai giả nhuyễn, bắt lấy nước cốc, lấy lá trầu không giả nhuyễn, nấu với nước để rửa vùng da hay bị chóc đầu, sau đó dùng nước cốt lá thùng lùng gai bôi vào, ngày bôi 2 lần cho đến khi khỏi. Nó có một bài thuốc nữa các bạn, bài thuốc là bài thuốc hỗ trợ điều trị sơ gan, thùng lùng gai 20g, nhân trần 15g, kim tiền thảo 10g, cỏ xêu gà 10g,
Mộc hương 10g, Đại Phúc Bì 10g, Hoàng Liên 6g, Thổ Phục Linh 12g. Tất cả rửa sạch, cho vào ấm, đổ khoảng 700ml nước, sắc còn 250ml nước. Chia 3 lần trong ngày. Chia làm 3 lần uống trong ngày. Dùng 10 ngày là một liệu trình cho đến khi khỏi bệnh. Đó là một cái số cái bài thuốc mình chia sẻ đi chữa bệnh từ cái cây thuần lồng gai này các bạn. Bài thuốc này là mình chia sẻ trên trang web của Bộ Y tế nha, chứ không phải là mình chia sẻ khống đâu các bạn. Trang web của Bộ Y tế, cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế là moh.gov.vn. Thì video chia sẻ một số công dụng trị bệnh của cái dây thần lồng gai này, dây thun lồng gai này của mình xin tạm dừng ở đây nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.